Rồi, hôm nay thì clip này mình sẽ cùng gửi với bạn lại báo giá cho quý vị những dòng xe tay ga tại đây ha. Lại em gửi lời giới thiệu tới quý anh chị xem video đi lại ơi. Dạ, chào mọi người nha. Hôm nay em sẽ báo sơ qua các dòng xe, giá xe cho mọi người tham khảo nha. Trước tiên mình báo dòng SH Nam trước đi nha. SH Cao trước đúng không? Dạ. SH Cao thì hiện tại mình có 4 phiên bản là 125 ABS CBS và 150 ABS CBS đúng không em? Dạ đúng thì rồi. Em gửi tới báo giá lần lượt những cái giá nguyên bản kèm VAT như là biển số cho quý vị tham khảo. Dạ, ha. Còn phí lăn bánh thì em báo sau nha. SH này là con 125 ABS. 5 ABS. Dạ, 125 ABS trên bên em hiện tại là 91.500. 91.500 là giá bao gồm VAT rồi em hả? À, đúng rồi. À, còn đối với 125 CBS là hiện tại là 85 triệu nha. 85 triệu. Dạ, giá đã bao gồm VAT và bảo biển cho mình luôn. Con này là con 125 em lên sơn. Phiên bản CBS màu lên sơn thì anh chị sẽ cộng thêm 1 đến 2 triệu tùy dòng xe cho em nha. Rồi bên cửa hàng mình có bảo hành sơn cho khách hàng không? Dạ, khi mà mấy cái màu lên sơn 3D này á, thì bên em sẽ bảo hành cho mình là 1 năm nha. Trong thời gian của mình mua xe về, nếu mà có bị bong chóc gì lại bên em sẽ sơn lại cho mọi người không tính phí ạ. Còn đối với SH150 và phiên bản CBS á, bên em hiện tại là 102 triệu. Còn đối với 150 ABS hiện tại là 118.500 nha. 118.500. Dạ, thì rồi. Mình trả trước khoảng bao nhiêu những cái phiên bản đó em? Dạ. 125, 150 trả trước khoảng bao nhiêu? Dạ, 125 thì trả trước cho em là tầm 20 triệu. 20 triệu, 150. 150 là tầm 25, 30 triệu. À, nếu như mà anh chị ở xa thì gửi hồ sơ trước cho em check trước rồi cái gì mình lên cửa hàng mình làm sơ sau ha. Chị nào có vấn đề gì trả chậm hoặc nợ sau đó thì cứ liên hệ với em gửi số chứng minh qua em check cho mình. Nếu được đó thì anh chị ghé cửa hàng em tham khảo ạ. Tiếp theo là một cái phiên bản dành cho nữ, thật ra thì nữ hay nam đi cũng được, nhưng mà mình thấy là trên đường thì rất là nhiều và anh chị em phụ nữ dùng cái dòng SH1 này ha. Để em giới thiệu sơ về dòng SH1 này cho quý anh chị tham khảo đi. SH1 này là phiên bản đặc biệt 2022 màu sáng xi măng nha. Nó đặc biệt chỗ nào em? Cái màu nó là dưới nó có là trang bị cho mình là khoanh ABS luôn nha. Khoanh ABS luôn ha. Cái màu này bên em đang bán rất là chạy nha mọi người. Màu đó gọi là màu gì? Màu màu xám hả? Xám, ta gọi là xám xi măng đó. À, xám xi măng. Dạ. Một cái màu hot trong thời gian gần đây đúng không? Dạ, phiên bản đặc biệt của 2022. Cái màu này thì bên em là hiện tại là 81 triệu. Mình nói được khoảng bao nhiêu? Dạ, trả trước tầm 20 triệu. 20 triệu. Dạ. Còn kế bên này cũng là một cái mẫu đặc biệt đúng không? Dạ. Nhưng mà màu nó đặc là màu màu đỏ đen. Màu đỏ, đỏ đen. Dạ. Thì giá cũng tương tự luôn hả em? Dạ, hay cái khác? Con này thì nó 80 triệu thôi. Nó 80. Sẽ rẻ hơn so với con này 1 triệu. À, nghĩa là mình phải trả trước cũng khoảng 25-30 luôn ha. Dạ. Đúng rồi. Bên này là những cái dòng xe phổ thông. Vision. Thì thời điểm hiện tại thì Vision nó cũng khá là Vision thì bên em có 4 phiên bản cho mình lựa chọn luôn. Tiêu chuẩn cao. Ví dụ như con màu trắng cái tiêu chuẩn trước đi. Em vào con màu trắng đi, con màu trắng tiêu chuẩn đúng không? Dạ. Hiện tại thì phiên bản Vision có 4 phiên bản nha. Và hiện tại thì bạn Lài đang giới thiệu với quý anh chị đó là con màu trắng là Vision tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn bên em hiện tại là 40.200. 40.200. Giá đã bao gồm biển số và bao thế cho mình luôn. Còn phiên bản ở phía trong nữa, nhân như con màu xanh đậm kia đi, là phiên bản cao cấp đúng không? Dạ, phiên bản cao cấp hiện tại bên em là 45.500 nha. 45.500 là giá đã bao gồm VAT luôn em ha. Đúng rồi. Giá bao gồm VAT, biển số. Đó là phiên bản cao cấp của Vision. Rồi. Đặc biệt là 46 triệu. Đây là phiên bản đặc biệt nha quý anh chị, con giá màu này xanh đã bao gồm biển số và bao thế cho mình luôn. Thì ba phiên bản đó mình cần trả trước bé. Cái này mỗi trả trước tầm 5 triệu. 5 triệu còn phiên bản mà cá tính này. Phiên bản cá tính thì trả trước tầm 8 triệu cho em nha. 8 triệu, giá cá tính khoảng bao nhiêu? Phiên bản cá tính của 2022 này bên em là hiện tại là 48.500. 48.500. Dạ. À. Nó có hai màu, màu xanh này với màu đen nhám. Còn AB thì sao? Rồi. Anh thấy ở trên này có AB 150, 125. Thì hiện tại giá của AB 125 thì sao bác? AB 125 hiện tại bên em là 46.500 nha. Đây là con màu đỏ này là AB 125 ha. 125, con này với 125. Cái con xanh đen bảnh. Xanh đen hình này. Này đúng không? Dạ. Cái con xanh bạc đen này là 150, hiện tại bên em là 58 triệu nha. 58. Dạ. Trả trước không bé? 125 thì không trả trước cũng được, nhưng mà 150 phải trả trước cho em tầm
8 đến 10 triệu. 8 tới 10 triệu là được ha. Dạ. Bên đó sẽ bên Lài sẽ làm hồ sơ cho quý anh chị. Dạ. Luôn. À, anh thấy ở trong kia có con sản tiện của Honda, mình báo Honda luôn đi ha. Tay ga mình báo hết luôn. Có dòng BCX. Dạ, BCX 160 này, xe nhập khẩu từ Indo nha. Nhập khẩu nguyên con luôn em ha. Dạ. Hiện tại bên em có hai màu đen bóng với màu đỏ nhám. Cho mình trang cái này là trang bị cho mình là thắng ABS luôn nha. ABS trước sau luôn hả? Dạ. Hay là tháng sau có ABS? Tháng sau chỉ có thắng đĩa thôi chứ không có ABS. Dạ. À, BCX 160 bên em hiện tại là 87 triệu nha. 87 dạ, triệu. Động cơ là 160 phân khối. Này đi đường xa nó cũng nói mình chung là... trả trước khoảng bao nhiêu bé? Dạ này trả trước cho em tầm 20 triệu. 20 triệu dạ. Ha. Rồi bên này thì anh thấy dạ, có Zanos sẵn tiện thì mình báo Zanos luôn nha. Zanos mẫu cũ của 2021 nha. 2022 thì bên kia. Đây là 2021 ha. À, Zanos thì bản tiêu chuẩn bên em hiện tại là 28 triệu. 28 triệu. Dạ. Còn đối với bản cao cấp của Zanos xài Smart Key thì bên em hiện tại là 30 triệu 900. Ví dụ như con màu xám đó là phiên bản cao cấp đúng không? Dạ, 30 triệu 900. Con màu đỏ này cũng là cao cấp luôn ha. Rồi, bên này thì những cái dòng xe tay ga nhập khẩu, bên đây mình có Mio nè. Dạ. Mio 125. Mio hiện tại bên em là 29 triệu 900 nha. 29 triệu 900 là giá bao gồm VAT rồi em ha. Dạ. Mình nó cần trả trước không? Này không cần trả trước luôn. À không, trước có đủ màu rồi nha quý anh chị. Dạ. Có màu vàng trắng nè, màu đỏ đen nè, màu xanh, xanh trắng nè, rất có là nhiều màu nữa. Nha. Có màu đen nữa luôn. Đó, Mio đủ thì màu có 4 màu. Cái phiên bản vừa được ra mắt thời gian gần đây. Zanos đó là bản Zanos 2022. Hiện tại thì ở đây em trưng bày có một con rồi, nhưng mà Zanos này là về đủ màu luôn nha. À đủ màu. Zanos mà bản tiêu chuẩn của 2022 hiện tại bên em là 28 triệu 900. 28 triệu. Dạ, còn Zanos mà bản cao cấp của 2022 là 31 triệu 500. À dạ. Còn kế bên là phiên bản cao hơn đúng không, của dạ, Yamaha đó là dòng Latte em ha. Latte hiện tại là không bao nhiêu? Latte hiện tại bên em là 37 triệu nha. 37 triệu. Dạ. Giá đã bao gồm biển số và bao thế cho mình luôn. Rồi mình trả góp thì nó khoảng bao nhiêu? Latte thì cái dòng nó chỉ trả trước tầm 3 đến 5 triệu là được. Còn anh chị nào mà không có điều kiện bên em sẽ hỗ trợ lại cho nợ lại cửa hàng luôn. Dạ. Thì đó là những cái dòng xe tay ga đi kinh doanh tại cửa hàng. Thì quý dạ, anh chị có nhu cầu có gì thì đến gặp cửa hàng nha. Rồi kết thúc clip này thì bạn Lài sẽ gửi những cái lời cảm ơn tới cho quý anh chị ha. Lài ha. À, anh chị nhớ like và chia sẻ cho cái kênh của em. Có đăng ký cái kênh xe máy nhập khẩu Anh Thư của em thì chia lại cửa hàng bên em sẽ áp dụng lại tặng cho mọi người 1 đến 2 triệu tiền dòng xe khi đến cửa hàng bên em nha. Mua xe thì cứ liên hệ trước với em sẽ được nhận ưu đãi. Rồi, số điện thoại của em đọc lại cho. Số điện thoại của em là 0846 223 789. Anh chị có thắc mắc gì thì cứ liên hệ với em sẽ trả lời mọi thắc mắc cho mọi người nha. Rồi, rất cảm ơn mọi người đã theo dõi nha. Những clip sau nha.